Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác và anh em. Chúc các bác và anh em có một buổi tối tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay thì cũng xin phép giới thiệu với các bác và anh em một buổi tối đêm muộn, cũng giới thiệu với các bác và anh em một số các cái dòng radio. Và những cái con radio này thì rất nhiều các bác đang muốn sở hữu nó, bởi vì là nó là một trong những cái con hết sức là gọn gàng, nhưng nó lại là một trong những dòng khá là cổ xưa các bác nhé. Vâng, trước mắt các bác thì đây là một số cái con radio tôi muốn giới thiệu các bác ạ. Cái con này thì các bác nhìn rất là quen thuộc đúng không ạ? Con này nó chính là cái con Latina có model là RF536. Thì trong cái này có đến tất cả là đến 3 con các bác nhá. Em này thì mới về chưa có mở ra này. Đấy, hai em này đã mở ra và đã phun sóng rồi các bác nhá. Những cái con này đều là phun sóng 108 hết rồi. Và con kế bên cạnh đó là con Panasonic có model là RF649 các bác nhá. Con này thì hàng từ Mỹ về. Con này FM của nó gốc 108 luôn. Và tôi sẽ lấy cái con này để so sánh sang những cái con mà trung tâm đã mở phun 108, để cho các bác có thể có những cái điểm so sánh cái chất lượng sóng cũng như là cái số lượng đài. Nó là có những cái cơ sở để các bác có thể so sánh. Đầu tiên thì các bác có thấy là hai em này không có mở, không có rút anten lên ạ. Hai anten này là chỉ gập chứ không có rút lên cái gì đúng không ạ? Đấy, thì tôi sẽ tiến hành test thử để các bác có thể có cái sự phân biệt. Trước khi test thì tôi xin phép được quay lướt qua để các bác có thể nhìn thấy một cách rất là chi tiết. Đây, trong những con thì những con này là con tuyệt chọn gần như mới tinh các bác nhé. Đấy, rất là đẹp, rất là mới. Mà những con này thì luôn luôn được nhiều các bác đang tìm, bởi vì nó là một trong những con hết sức là gọn gàng. Con này thì nó là con hàng của Nhật xịn các bác nhé. Đây, mình có thể thấy đấy, RF536 hàng made in Japan, các bác nhìn thấy chưa? Hai băng sóng AM/FM và em này thì chạy hai quả pin tiểu, rất là thông dụng các bác nhé. Đấy, hết sức là thông dụng luôn. Con này thì là con rất nhiều các bác thích cầm đi ra ngoài, bởi vì nó cũng gọn gàng và lại rất dễ mua pin các bác nhé. Bởi vì có những con thì mua pin rất là dễ, mua pin rất là dễ. Cái này mặt toàn bộ, cái này là mặt nhôm phay các bác nhá, mặt nhôm phay 100% luôn. Đấy, những con tuyển chọn này thì quá mới các bác nhá, quá mới luôn, còn nguyên hết tất cả các vị trí tem như của nó. Đây, con tương tự như vậy. Con này thì đây các bác có thể thấy đây. Đấy, Latina các bác này, Latina RF536 các bác nhé. Đây, tôi sẽ quay khá chi tiết để các bác nhìn dễ hơn. Đây, đó, RF536 các bác này. Con này thì nó là hàng Nhật xịn rồi các bác nhé, hàng Nhật xịn rồi. Đấy, Made in Japan các bác này, RF536 cũng hai băng sóng. Và con này thì những cái dòng này hay nhất là có thể chạy cả điện luôn các bác nhé. Đây, chạy điện AC 100V này. Tức là nó có cả nguồn niềm bên trong luôn. Rất là hay. Các bác thấy gọn gàng nhưng rất là full tính năng đúng không ạ? Đấy. Và em cũng chạy tương tự là hai quả pin. Đấy, hai quả pin. Cái này thì hình như sơ di nó ở phía dưới các bạn. Ở dưới này. Hai con này các bác nhìn tinh thì nó có khác nhau. Một con có tem, không có tem ở phía đít. Đấy, những con này thì tất cả còn zin 100% các bác nhá, từ anten đến chiếc còn zin hết 100%, không có bị mất một chi tiết gì hết. Đấy, con này thì trung tâm có cả những con nguyên thùng có, và em đây là em 649 các bác này. Con này là con Panasonic hàng từ Mỹ về, thì FM nó 108 luôn các bác nhá. Đấy, 108 luôn. Anten cũng zin hết các bác nhá. Là con Latina RF649 các bác nhìn thấy chưa? Hàng Made in Japan xịn nha, xuất ở Mỹ. Xuất ở Mỹ thì những cái hàng xuất Mỹ thì FM nó 108 luôn. Em này thì có khác biệt là em này chạy tới 4 quả pin các bác nhá. Đấy, 4 quả pin. 4 quả pin 2A hay mình gọi là pin tiểu đấy ạ. Còn hai cái con này thì chạy có 2 quả pin thôi, rất là đơn giản. Ok, tôi xin tiến hành test để các bác sẽ cảm nhận được một cái rất là thực tế nhất có thể nha. Đây, tôi sẽ test này các bác này.
Cái này thì sóng ở trong nhà thì bao giờ nó cũng yếu hơn ở ngoài các bác nhé. Đây là tôi đang thử sóng ở trong nhà. Bởi vì hiện tại là nhà đang ở tầng này là tính ở trên còn khoảng 3 tầng nữa. Cho nên là cái sóng qua rất nhiều tầng thì cái sóng nó sẽ bị hạn chế đi. Thế nhưng tôi thử ngay trong nhà là các bác cảm nhận được cái sự khỏe của nó. Đây. Mà bằng bao nhiêu phần trăm thì mình Đây mới kiếm được là bao em đang nhiêu giao là thông bấy các bác nhiêu nhé. chứ mình không có đâu không. Đây nhé, bên này em đang giao thông các bác này. Mình làm về phần Đó. còn để đức cho con chứ mình không có thể nào, ví dụ đèn hao thì nó bán đúng đèn hao, còn là Đó. cái vàng không bán nó hơn để mọi người thất vọng khi mình tin. Nhưng mà cái vàng này cũng không cái vàng, mà vàng này chỉ tương đối thôi và tùy theo mồ hôi mình đem, chứ không thể nào nói hết quá từ thật. Đó quá thì bắt đầu họ sẽ cảm nhận là cái gì đó họ đeo không được, họ sẽ lên họ nói Không ăn tem các bác nhá, không cho ăn tem lên. đó là cái sai lầm của người tư vấn. Mình thật tư vấn khi tư vấn trên này là phải làm cái thứ nhất. Thứ hai nữa là mình nó nói đọc lòng những gì mình cảm nhận khi Đó. mình đeo thì họ Các cảm bác để nhận ý nó tin thấy nhá, là tôi sẽ bắt test đầu họ để nói nó những đỡ phải khỏi mất thời gian của các bác, là tôi sẽ thử bằng cách là đây là sóng đầu tiên và tôi thử sóng cuối cùng của con này nhé các bác nhé. Xong đó tôi thử sóng cuối cùng con này. nói chuyện nó trên live stream á. Đây sóng cùng các bác này. Đấy. Không ăn tem mà các bạn, không ăn tem trong nhà thì đương nhiên sóng nó sẽ yếu rồi, nhưng tôi thử thế để các bác sẽ phân biệt thôi. Live stream nó thì khi mà Đây. Đây sóng cuối cùng các bạn này. Đấy. Đây sóng cùng các bác nhé. Đây em lại thế này. Không cho ăn tem thì sóng nó yếu rồi. Đấy, thế nhưng các bác thấy không? Hai con sóng như nhau. Đây này. Đấy, đây các bác này. Đấy, đây như này. Đấy các bác nhá. Đấy, hai con nếu trong nhà sống như nhau chưa, các bác thấy khỏe chưa? Đấy, nguyên một con gốc 108 của Mỹ. Hàng Nhật xuất Mỹ về, một con thì là kéo sinh 108. Đấy, như sống như nhau. Ok, tôi sẽ tiến hành kéo anten lên để tôi test để cho các bác thấy nó rõ ràng hơn, bởi vì trong nhà cái sóng trong nhà rất là khó. Nó không như sóng bên ngoài. Đấy, nó không như sóng bên ngoài các bác nhá. Tôi sẽ kéo anten này, các bác sẽ cảm nhận được cách thật thực tế nhất này. Rồi, kéo cả hai con lên. Cho nên là cái gì cũng thế các bạn, nó phải thực tế. Chứ bây giờ các bác cứ bảo là sóng yếu với sóng khỏe thì bây giờ mình thực tế là mình thử ngay một con gốc chuẩn và một con kéo phun 8 thì các bác sẽ thấy ngay. Đây sóng cùng. Đây các bạn này. Tôi thử từng con một cho nó rẽ, nó đã bị chồng lấn với nhau bởi vì sóng hay bị phá nhau. Các bạn thân mến, lá thư đầu tiên mang đậm cảm xúc tình bạn, những giây phút hồn nhiên, ngây thơ của tuổi học trò được gửi đến cho Văn Anh từ một bạn thính giả có nickname là Baby Love 7. Đấy vào chương trình quà tặng âm nhạc gửi đến những người... Đây nha các bác nhỉ, sóng là sóng cùng này. Bay lên nhé một Đó. Người, sáng tác Nguyễn Hoàng Đức. Hết rồi các bác nhỉ này, đấy. Sóng cùng các bác nhé. Đấy. Hai con gần nhau thì hay phát sóng nhau. Đấy. Đây là dải sóng cuối cùng các bác nhé. Đây. Đấy, sóng cùng các bác. Doanh nghiệp thực trạng nó như thế nào? Dạ vâng, khoảng cách thì khá là xa. Mà cái tính kết hợp giữa doanh nghiệp, giữa nhà doanh nghiệp với nhà trường hiện nay cũng khá là yếu. Đáng nhẽ ra ấy, thì phải kết hợp giữa doanh nghiệp từ ngay từ các bạn ấy đang còn trên ghế trung học phổ thông. Tức là thử trải nghiệm về hướng nghiệp sẽ như thế nào? Cách hướng nghiệp phải ngay.
rối loạn cương dương đấy ở những người nam giới thì cũng là một cái triệu chứng, một cái biểu hiện của bệnh lý về tim mạch. Những trường hợp mà rơi vào tình trạng như thế thì cần phải làm gì? Những trường hợp mà ở nam giới lớn tuổi nói chung ấy, mà mình bị biểu hiện rối loạn cương dương ấy, thì bây giờ người ta khuyên cáo là gì, nên đi khám tổng. Trong ngoài cái khám về sức khỏe nam khoa thì người ta cũng khuyên cáo lên đi khám về tim mạch. Và đặc biệt bệnh viện E chúng tôi có trung tâm tim mạch, nên chúng tôi và tôi chỉ biết có cái hàng không nhớ ta hôm bữa có một cái nó mà dùng đất toàn luôn á, nghe vô là bạn có thể làm trụ, bạn có thể chạy nắng trong xe này nhưng một cái này cũng xuống luôn á. Cô đó cũng có chuyện à, giống như là lúc bạn đó bắt phun hết rồi các bác nhá, không thiếu này nào đâu ạ. Làm bị như vậy tác hại của sâu giận như thế nào đó. Đây là FM giao thông các bác nhá, phun hết đài luôn. Mình chẳng mình không nên như vậy. Thấy đối với gia đình như thế nào rồi em này thì đúng sóng là sẽ báo đèn này các bác này, đèn này, đèn báo sóng nhé. Thế là sao trong đầu đèn luôn đó cho nên ok, đó là phần FM các bác nhá. Tôi sẽ cả sang phần AM các bác này. Đây con này rất là tiện, các bác có thể sẽ pin được, chạy điện được, không có thể khó khăn hiện nay đang xảy ra. Trên thực tế thì hợp mà phải điều trị rối loạn cương ở nhóm bệnh nhân mà có bệnh lý tim mạch thì có cái điều gì đặc biệt so với bệnh nhân đơn thuần hay không, và chắc chắn thì có lẽ sẽ cần sự phối hợp giữa hai chuyên khoa là tim mạch và nam khoa đúng không? Chắc chắn rồi, bởi vì ok, đó là em này sẽ hoàn hảo các bác nhé. Đây tôi sẽ test tiếp cái phần AM của em này các bác này. Đây AM của nó qua 5 tháng và có cái điều mà có ai em này. Giữa bác sĩ tim mạch đặc biệt trên những điểm có thể duy trì được hoạt động, tôi có thể tồn tại được. Còn cái chuyện ra trường của ok, hai em này chạy hoàn thiện các bác nhé. Đây em này chúng ta chấp nhận với cuộc sống, chúng ta thiên định với cuộc sống em các bạn để này. Mà chúng ta có những cái sự phản ứng về thái độ hành động. Quá chủ nghĩa tập thể đó cũng có thể là một nguyên tim mạch chắc chắn là không thể nào quan hệ như những người khác được. Chị, rồi. Vậy thì bác sĩ có thể hướng dẫn vài cách để người bệnh có thể quay lại cái đời sống tình dục. Thực ra khi người bị tim mạch thì tức là khi quan hệ tình dục nó sẽ gây ra tăng huyết áp, nó tăng sức cánh của tim và tăng người ta mất nhiều năng lượng do co cơ chẳng hạn. Vậy thì cái động tác nó cũng phải. Thực ra là nói là em nên nghĩ đó, em nên nói chuyện như vậy đó. Đây phần ai em các bác này. Còn là FM đây, là AM đây. Ok, gạt nhầm. Nhẹ nhàng, chậm rãi thôi. Và khi quan hệ thì cũng phải chú ý đến, đặc biệt phải chia sẻ với bạn tình để người ta biết mình bị bệnh tim để có sự phù hợp. Ví dụ khi xuất hiện những cái triệu chứng, những cái biểu hiện mà của cái đột quỵ. Ok, tất cả những em này là chạy hoàn hảo các bác nhé. Thì đây là một trong những cái con rất nhiều các bác xứng đáng để sưu tầm những cái con này. Bởi vì cái thứ nhất là cái tính chất khá là phù hợp về hình thức, gọn gàng, full tính năng. Và giá thành những em này cũng có giá thành cũng rất là hợp lý các bác nhé. Ở trong này thì có những cái con có giá thành nó cũng chưa đầy 2 triệu các bác nhé. Đấy, và trên tầm đấy cũng có. Thì các bác nào quan tâm đến con nào thì các bác có thể liên hệ để trung tâm có cái hướng hỗ trợ cho các bác về hình thức thanh toán cũng như là giá thành của từng con để các bác cân nhắc. Đây con này thì còn chưa tháo ra mà cũng chưa có bảo dưỡng gì, thì nó cũng như những con này thôi các bác nhé, đều như những con này hết thôi. Thì các bác nào quan tâm đến những con này thì các bác có thể alo nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bác nhé. Xin chào các bác nhé.